Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, hiện một số thuyền viên của các tàu khu vực biển Quảng Ninh vẫn đang mất tích. Trung tâm đang tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện có 6 thuyền viên của tàu Lai Hồng Gai thuộc công ty cổ phần cảng Quảng Ninh đang bị mất tích khi đang neo đậu tránh trú bão tại khu vực Hang Bồ Nâu, Quảng Ninh. Tàu Bạch Đằng 68 của công ty Bạch Đằng cũng đã bị chìm tại khu vực ngang Hòn Pháo 4, đầu luồng hải quân, khiến 6 thuyền viên đang mất tích. Bên cạnh đó, trung tâm cũng nhận được thông tin về một tàu bị đắm gần khu vực Hòn Lóm Bò, Quảng Ninh. Sáng ngày 8 tháng 9, tại sở chỉ huy được lập tại Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Lê Đỗ Mười đã trực tiếp kết nối với hiện trường, các đơn vị địa phương để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR-412 từ Đà Nẵng, phối hợp cùng tàu SAR-411 tại Hải Phòng thực hiện công tác cứu nạn.